Ngày xưa ngày xưa có hai hoàng tử đi phiêu lưu, sống lang bạt không về nhà nữa. Người em út thường gọi là chú ngốc lên đường đi tìm hai anh. Tìm mãi gặp hai anh thì chẳng ta lại bị hai anh giễu cợt. Hôn ngoan như chúng tao mà còn chẳng đi đến đâu, huống hổ là cái thứ mày ngốc nghếch, thế mà cũng đòi đua chen với đời. Ba anh em cùng đi thì gặp một tổ kiến. Hai người anh muốn phá đi xem trong khi hoang mang, kiến bỏ đi lung tung ra sao và tha trứng đi như thế nào. Nhưng chú ngốc thì nói, xin các anh để chúng yên thân, em không để các anh quấy nhiễu chúng đâu. Ba anh em lại đến một cái hồ đầy vịt đang bơi, hai anh muốn bắt một đôi làm thịt ăn, nhưng chú ngốc không chịu. Xin các anh để chúng yên thân, em không để các anh quấy giết chúng đâu. Ba anh em lại đến một cái tổ ong đầy mật, chảy rào ra ngoài thân cây. Hai anh muốn đốt lửa ở gốc cây, hùn cho chết để lấy mật. Nhưng chú ngốc ngăn lại nói, xin các anh để chúng yên thân, em không để các anh hôn chúng đâu ba anh em đi mãi đến một lâu đài vắng tanh chỉ có ngựa bằng đá ở trong chuồng chứ không thấy một bóng người nào họ dạo qua tất cả các phòng đến trước một cái cửa đóng có ba khóa giữa cửa có được một cửa sổ nhỏ qua đó có thể dòm vào trong buồng được họ trông thấy một người bé nhỏ tóc hoa dâm ngồi trước một cái bàn họ gọi một lần hai lần nhưng người ấy không thưa họ gọi đến lần thứ ba thì người ấy đứng dậy mở cửa đi ra người ấy chẳng nói chẳng rằng dẫn họ đến trước một cái bàn bày la liệt thức ăn. Khi họ đã ăn uống xong rồi, người ta dẫn mỗi ông Hoàng vào một buồng ngủ riêng. Sáng hôm sau, người ấy vào buồng người anh cả, dẫn anh ta đến một cái bảng đá trên có ghi ba việc phải làm để giải thoát cho lâu đài bị phủ phép. Việc thứ nhất là vào rừng, tìm ở dưới đám rêu một nghìn viên ngọc của công chúa. Nếu trước khi mặt trời lặn mà không tìm được đủ số ngọc, thì người đi tìm sẽ biến thành đá. Người anh cả đi tìm, nhưng tìm một ngày chỉ được có một trăm viên ngọc. Thế là, anh ta hóa đá. Hôm sau đến lượt người anh thứ hai đi tìm ngọc. Anh ta cũng không gì hơn anh cả mấy, chỉ tìm được có hơn hai trăm viên ngọc, và cũng hóa đá. Sau cùng đến lượt chú ngốc đi mò ngọc dưới rêu. Tìm ngọc đâu phải là dễ, công việc chậm chạp lắm. Chú ngồi khóc trên một tảng đá, bỗng chua kiến mà chú đã cứu thoát trước kia cùng với năm nghìn kiến quân đến giúp chú tìm đủ số ngọc trong chốc lát và xếp thành đống. Việc thứ hai là mò ở đáy bể lên cái chìa khóa buồn ngủ của công chúa. Chú ngốc vừa đến bờ bể thì tức khắc đàn vịt mà chú đã cứu bơi lại gần chú, lặn xuống nước và mò chìa khóa lên. Việc thứ ba khó nhất phải tìm ra trong ba công chúa đang ngủ, cô nào ít tuổi nhất và đáng yêu nhất. Ba nàng công chúa đều giống nhau như đúc, chỉ khác nhau ở chỗ, trước khi đi ngủ, ba nàng ăn thức ngọt khác nhau. Cô nhớn ăn một thìa đường, cô thứ hai thì uống một hớp nước đường cô thứ ba uống một thìa mật ong ông chúa mà chú ngốc đã cứu thoát khỏi ngọn lửa đến giúp chú ông bay đi ngửi mồm ba nàng công chúa rồi đậu lên môi công chúa đã ăn mật ong để ông hoàng ngốc nhận ra tức thì toàn lâu đài thoát khỏi giấc ngủ triển miên và những người đã hóa ra đá lại trở thành người chú ngốc được cưới nàng công chúa ít tuổi nhất và đáng yêu nhất rồi được nối ngôi vua còn hai anh chú ngốc